thông báo về khóa tu học mùa thu 2022, nương theo hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vùng cao gươm tuệ đoạn trừ phiền não, lan tỏa hương từ để vơi bớt đau thương. Trí tuệ là ánh sáng dẫn đường đến thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống. Từ bi giúp cho muôn loài chấm dứt chiến tranh, dứt bặt mọi nỗi khổ niềm đau. Để thực hành được hạnh nguyện cao cả này, xin tất cả quý vị hãy tham dự Pháp hội Quán Âm, thắp sáng tuệ giác, tỏa ngát hương từ bi do Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tổ chức để gặt hái được hạnh phúc và an lạc đích thực. Khóa tu học mùa thu Pháp hội Quán Âm bắt đầu từ thứ Bảy ngày 8 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022 tại trường Trung học Yoba Buna High School, địa chỉ 1855 Lucretia Avenue, San Jose, Cali 95122. Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỷ liên lạc về trưởng ban tổ chức Thượng tọa Thích Minh Nguyện, điện thoại 510-677-4566, 510-677-4566, email chuaphuocsơn@gmail.com hoặc Ngài Thích Viên Thông Chùa Từ Lâm, San Jose, điện thoại 408-466-3824, 408-466-3824. Email chuatulam@gmail.com. Chương trình khóa tu học mùa thu Pháp hội Quán Âm sẽ được livestream trên các channel Facebook Pháp Âm, Tăng đoàn Hải ngoại và IBC TV.